Theo bản năng tự nhiên thì con người ta sẽ bị cái nghiệp lực nó cuốn hút và nó cảm ứng một cách rất dễ dàng. Tuy nhiên thì đối với theo cái đạo luật nhân quả của Phật giáo thì tu thì chúng ta có thể chuyển được nghiệp. Cho nên là chúng ta thường được thân cận và gần gũi tiếp xúc với môi trường giáo dục gia đình, hệ thống giáo dục của xã hội tốt, hoặc là hay được thân cận với những bạn hiền, bạn lành. Và chúng ta sống chung với những bạn hiền, bạn lành thì chúng ta vô hình chung là mình sống lâu thì mình cũng sẽ được là kiểu ảnh hưởng bởi những các cái phong cách cũng như là ảnh hưởng cái tốt của những người bạn tốt của mình. Và ngược lại, nếu mà chúng ta sống lâu với những người mà bạn là bất thiện ấy, thì không khéo nếu chúng ta không có lý trí và không có cái nhận thức rõ ràng và không có cái lập trường vững vàng ấy, thì dễ bị là cuốn hút bởi những người xấu đó và cũng trở thành những người xấu trong tương lai. Thưa thầy ạ, như trường hợp nhà con ấy ạ, thì con cũng cứ đôi khi cứ lăn tăn là sợ rằng là bé chơi với các bạn xấu thì bé sẽ bị ảnh hưởng xấu theo, nên là nhiều khi con cũng muốn ngăn cản.